Xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Thanh Bình, kênh giao lưu đồ đồng, đồ gốm, đồ phong thủy và đồ thờ cúng các loại. Hôm nay thì em có về một số tác phẩm rất là đẹp, rất là vip để giao lưu bà con mình trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay có tranh gỗ chắc chim công đó, và một số pho tượng và bộ bàn ghế quách xưa đó, và tranh tứ quý kệ tivi để giao lưu cho bà con của mình. Cũng rất mong bà con mình ủng hộ em trong clip này nha. Và cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình ủng hộ em những cái clip vừa qua rất là nhiều. Đó, hôm nay nhiều loại mặt hàng đa dạng phong phú rất là đẹp nha bà con. Đó, bà con của mình em quay sơ lược cho bà con mình xem nha. Mọi chi tiết thì bà con mình liên hệ qua số điện thoại 0799 881 880 để được tư vấn kỹ càng và rõ ràng hơn. Đó, cũng như là để phục vụ cho bà con của mình những mặt hàng bà con mình muốn và cần sưu tầm nha. Đó, thì hôm nay thì em có một lô một số mặt hàng như thế này, em đã giá sơ lược cho bà con của mình thôi. Còn bà con mình có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại nha, hoặc kết bạn Zalo, bên em hỗ trợ tư vấn thêm cho bà con của mình xem thêm đầy đủ chi tiết hơn nữa nha. Đó, thì chỗ của em là ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ung Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, bà con của mình đến trực tiếp nơi của em có rất là nhiều loại mặt hàng đa dạng phong phú, bà con mình có thể tham khảo và giao lưu. Bà con mình không cần mua cũng được, mình đến mình xem, mình tham khảo cũng vẫn được. Bà con của mình cứ nghiên cứu nha, có cần những mặt hàng gì thì liên hệ bên em cũng sẽ sưu tầm cho bà con của mình được hết nha. Thì em có về một cặp chim công như thế này, thì nó cao cũng khoảng tầm 1 mét, chất liệu gỗ chắc nha, phu thê viên mãn. Ở tranh thì này thì em có một đôi, một cặp đang đối với nhau, rất là lớn nha bà con. Nhìn nó rất là hồn nha, khảm là người ta cẳng truyền thần. Đây bà con mình xem nha, tranh gỗ chắc nguyên tấm. Bức này một bộ như thế này là 2 bức, em giao lưu là giá 38 triệu nha. Giá thì em bao ship toàn quốc. Nhà những mặt hàng như thế này thì bà con của mình không cần phải cọc phải gì hết, chỉ cần bà con mình chốt và cho số điện thoại bên em, cho địa chỉ bên em, bên em sẽ ship tận nhà cho bà con của mình, kiểm tra hàng trước khi mình trả tiền. Ưng thì bà con mình thấy đẹp, thấy ưng vừa bụng vừa lòng bà con mình nhận nha. Những mặt hàng thế này nói chung rất là hiếm, rất là ít nha bà con. Đó. Và kế tiếp đi, em là giới thiệu bà con mình đây là một tác phẩm là một chú gà trống chiến kê. Đó, rất là đẹp, chất liệu gỗ hương liền nguyên khối nha. Cao cũng độ tầm 40 á, 40 bốn mấy á nha. Đó, pho tượng này thì có giá là 3,2 triệu. Đó, giá này là giá em bao ship nha, hàng chạm đục thủ công. Đó, và bên đây là có một pho tượng quan nhị ca nè, tay cầm thanh long đao nha. Tượng này cao cũng trên 80 nữa nha, pho tượng không là trên 80. Gỗ hương liền nguyên khối nha bà con, hương ta Việt Nam xưa nha. Đó, pho tượng này thì có giá 11 triệu. Đó, bao ship bà con của mình. Và bên đây có một cặp lộc bình gỗ nu nghiến. Đó, lộc bình như thế này cao cũng khoảng 5-60 gì á. Đôi này thì cũng có giá tầm 3 triệu 2 thôi, em bao ship tận nhà. Và bên dưới này thì em có một cái bộ bàn nè. Đó, cái bộ bàn quách nè, quách Huế nha bà con, hàng xưa nha. Đó, gỗ lim liền nguyên liền lạc hết không hề lỗi lầm. Đó, em trưng bày để đồ nhiều lên cho khi bà con mình xem không rõ không kỹ á, có thể liên hệ qua số điện thoại để em chụp hình tư vấn thêm cho bà con của mình nha. Cái bộ quách bên dưới màu đen á, thì nó có tới là 7 món lận. Đó, 2 cái đôn, 1 cái bàn và 4 cái ghế quách như thế này, để em quay sơ lược cho bà con mình xem. Đó, nếu bà con mình có nhu cầu cần thiết thì cứ liên hệ bên em tư vấn thêm và quay kỹ càng hơn nha. Gỗ lim là cũng là một loại gỗ người thời xa xưa. Đó, có những cái vị mà quan chức cấp cao ngày xưa người ta xài sử dụng đó nha. Đó, như bá hộ tá điền rồi á. Đó, mà giờ rất là hiếm, nói chung bây giờ rất là hiếm nha. Gỗ lim đó, cũng ít có ai xài gỗ lim bây giờ nữa, bây giờ rất là hiếm không còn nữa. Đó, nói chung rất là ít thôi. Đó, thì cái bộ vách này gồm 7 món thì em báo giá cho bà con của mình luôn, đó là 25 triệu, em bao ship toàn quốc luôn nha. 7 món 25 triệu, ghế khá là rộng lớn nha bà con. Những cái bộ này mình để những vị trí như là cổ điển này kia đồ nhìn rất là đẹp nha. Đó, và đây là một cái kệ tam sơn nè. Tam sơn mình về mình có như là bộ lư hoặc ba ông phúc lộc thọ hoặc tam thế phật nha. Đó, mình thỉnh để lên rất là trang nghiêm nha, chất liệu là gỗ gõ. Đó, cái kệ tam sơn này thì có giá 2,5 triệu thôi. Còn bên này là một cái khay trà gỗ chắc. Đó, khay trà gỗ chắc đỏ đen. Đó, thì mặt đá là mặt đá dân mây. Cái khay này khá lớn nha, dài nó cũng 40 luôn á, rất là dày và nặng. Cái này thì giá 2,9 triệu. Đó, em báo giá từng món sản phẩm cho bà con của mình. Nếu bà con mình có nhu cầu quá thì kết bạn qua Zalo để bên em chụp lại hoặc là đo cho bà con mình cũng như là kích thước, về vấn đề kích thước nha. Đó, và những cái cần thiết cho bà con của mình trước khi bà con của mình muốn chốt nha. Đó, bà con của mình có thể tham khảo thêm. Và bên này là một cái kệ tivi rất là dài, độ dài của nó khoảng 2m15 gỗ gõ, thì ốc vàng chanh theo thời gian nha, được khảm cẳng là tích tứ quý.
Thì cái kệ tivi này á, thì hàng đặt của cũng người xưa người ta làm ở tầm 30-40 năm đó, người ta xài một thời gian rất là lâu. Ở gỗ gõ thì cái độ bền thì bà con mình biết rồi, nói chung rất là tốt. Ở hàng thì nói chung làm tích sạch sẽ, khi mà về thì em cũng đã vệ sinh làm bóng bãi lại cho bà con của mình đến tay, mình có thể xài và sử dụng được luôn nha. Nó dài 2m15 luôn á. Đó, bà con mình có nhu cầu tham khảo thì liên hệ bên em sẽ chụp hình lại cho bà con của mình kỹ càng hơn nha. Đó, cũng rất mong bà con của mình ủng hộ. Ở và bên này bên dưới này là một bộ tranh tích tứ quý nè, tích chim hoa rất là đẹp, khung viền được giả trúc. Đó, những tranh như thế này chạm khảm thế này rất là đẹp nha bà con. Ốc thì hoàng tranh. Đó, ở đây là tích là tùng hạt nè. Ở bên đây là sen vịt này nha. Đó, rất là đẹp. Đây sen vịt nha. Đó, bên đây cũng thế, rồi quy ngương. Đó, khung viền bên ngoài thì được chạm và giả trúc rất là đẹp nha. Tranh cao khoảng 117 luôn á, rất là cao 4 tấm. Bộ này giá là 10 triệu rưỡi nha bà con. Những mặt hàng bên em báo giá đều bao ship hết toàn quốc cho bà con của mình và không cần phải cọc. Đó, mình cứ thể tham khảo kỹ càng trước mắt cho bà con của mình. Đó, về thì ship tới nơi bà con mình kiểm tra hàng đúng chất liệu thì bà con mình nhận. Đó, bên đây là một cuốn thư đại tự, một bên là người ta chạm văn, một bên là chạm giỏ. Đó, nó trên là ba chữ tô son viết vàng, đó là Đức Lưu Quang. Đó, Đức Lưu Quang nha. Đó, gỗ này cũng là gỗ lim xưa luôn. Đó, bà con mình xem giùm em nha. Đó, Đức Lưu Quang. Đó, và hai câu đối bên dưới. Đó, em cũng dịch cho bà con của mình sang là những chữ Nho Hán để lại thôi. Đó. Ở bên này là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh nha. Bên này là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Dinh. Đó là những câu nói xa xưa để lại nha, của ông bà tổ tiên ta. Đó, thì mình đọc thường chữ Nho là đọc từ bên phải sang trái. Đó, rất là đẹp nha. Ở nhiều loại mặt hàng đa dạng và phong phú cho bà con của mình sưu tầm. Đó, rất là đẹp. Nhiều khi bà con của mình cũng chưa có thấy đến những cái mặt hàng như thế này, cũng có nhiều người cũng có rồi. Đó, thì hàng thì bên em thì em giao lưu và báo cho bà con của mình tham khảo thêm. Đó, bà con mình thấy hay thấy đẹp á, thì vào kênh nhớ đăng ký share cho em một cái nút like để em quay những clip mỗi ngày lên để phục vụ cho bà con của mình nha. Chân thành cảm ơn bà con của mình rất là nhiều. Đó, bà con mình xem những cái độ khảm như thế này để em quay cho bà con của mình xem rất là đẹp luôn đó nha, không chê vào đâu được từng đường chi tiết một luôn. Đó, ốc bà con mình xem đây rất là đẹp. Đó, những cái đóa hoa mẫu đơn nè bà con mình xem nha. Đó, hàng khảm là truyền thần, cẳng cẳng ốc truyền thần nha, nhìn rất là hồn và thần thái nha bà con. Hiếm có những cái bức tranh được như thế này nha, về bà con của mình treo lên giờ bắt lên tường á, có những cái ánh đèn ở trên dạ xuống xíu nó giùm em sẽ rất là nổi bật, rất là đẹp luôn. Đó, bà con mình có nhớ ý thì cứ chụp lại màn hình giùm em nha, hoặc là mình cũng có thể kết bạn qua số điện thoại 0799881880 và bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho bà con của mình luôn, để bà con mình xem kỹ càng về những cái loại sản phẩm của mình muốn cần và giao lưu, bên em sẽ chụp hình lại nha. Đó, một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Đó, thì bà con mình cứ nhu cầu thì cứ đến trực tiếp nơi của em là ở tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ung Môn, thành phố Cần Thơ, để mình có thể giao lưu tham khảo nhiều loại mặt hàng đa dạng phong phú nữa nha. Thì cuối cùng thì em cũng xin mến chào bà con, mến chúc sức khỏe bà con của mình trên mọi miền tổ quốc nha. Xin chân thành cảm ơn ạ.